Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2013, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang cũng như các hệ thống ngân hàng khác trong cả nước đều bị tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sự biến động giá cả tiêu dùng. Nhưng với sự nỗ lực của cán bộ nhân viên của đơn vị nên chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang tiếp tục kinh doanh hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phản ánh của hai phóng viên Hoàng Tre và Duy Quang, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường công tác huy động vốn để cho vay, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn với mục tiêu của tỉnh là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, du lịch và công nghiệp xây dựng, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo gắn với tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Trước nhiệm vụ được giao, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể và tập thể cán bộ công nhân viên của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Giang đã đoàn kết nỗ lực, chung tay thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong đó, vừa tăng cường, củng cố khách hàng truyền thống, vừa mở rộng thu hút khách hàng mới thuộc mọi thành phần kinh tế, từng bước chuyển dịch cho vay các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong huy động vốn, chi nhánh tăng cường nhiều biện pháp giải pháp để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế và dân cư. Với các giải pháp hoạt động được thực hiện năm 2013, tuy có nhiều khó khăn, nhưng hoạt động của chi nhánh vẫn đảm bảo sự tăng trưởng khá bền vững. Tổng nguồn vốn huy động 9 tháng đạt 1.201 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm và tăng 12% so với đầu năm. Trong công tác tín dụng, chi nhánh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam là đáp ứng cao nhất nhu cầu vay vốn của khách hàng, cho vay đảm bảo an toàn và hiệu quả. Mấy năm qua, chi nhánh đã tiếp cận, thẩm định và giải ngân đầu tư cho vay các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, chi nhánh còn cho vay hợp vốn các dự án thủy điện với các chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở một số tỉnh bạn, đảm bảo đúng quy định và quy trình của hệ thống đề ra. Tăng trưởng tín dụng năm sau luôn cao hơn năm trước và 9 tháng năm 2013 là 1.478 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm và tăng 98 tỷ so với đầu năm. Công tác tín dụng được thực hiện theo phương châm tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định và xét duyệt cho vay nên đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng, nhất là khách hàng truyền thống. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Trang, từ nhiều năm nay công ty đã thi công nhiều công trình giao thông trên địa bàn các huyện và đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Năm 2009, công ty vay 3 tỷ để đầu tư hoàn thiện mua sắm trang thiết bị khách sạn Cao Nguyên với 42 phòng. Khách sạn này đi vào hoạt động đã cùng với các khách sạn nhà nghỉ khác trên địa bàn đáp ứng nhu cầu chỗ nghỉ cho du khách đến với Hà Giang. Ngoài ra, khách sạn của đầu tư kinh doanh các sản phẩm phục vụ khách du lịch. Nguồn vốn ngân hàng đã được công ty sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả và mỗi năm nộp trên 1 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Hiện công ty đang tạo việc làm cho 35 lao động. Song hành với khu phát triển của doanh nghiệp thì ngân hàng GIB cũng đã tạo điều kiện cho chúng tôi vay các nguồn vốn kịp thời và mọi thủ tục để làm vay vốn ấy thì rất là nhanh chóng và thuận lợi. Và tôi là khách hàng truyền thống của GIB cách đây cũng hơn 20 năm rồi. Cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Trang, công ty cổ phần thủy điện sông Miện Nam cũng đã được chi nhánh thẩm định ký hợp đồng cho vay trên 200 tỷ đồng và đã tổ chức giải ngân được một phần trong hợp đồng tín dụng này. Những đồng vốn được giải ngân kịp thời đã góp phần giúp cho công ty đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và đã hoàn thành nhà máy thủy điện đi vào hoạt động. Đến nay, công trình thủy điện sông Miện Nam đã và đang được vận hành khai thác hiệu quả, bổ sung nguồn điện vào lưới điện quốc gia và đóng góp vào ngân sách địa phương. Hiện nay, công ty cổ phần thủy điện sông Miện Nam đang có dư nợ tại chi nhánh là 235 tỷ đồng. Công ty cổ phần gạch Cổ Bát Tràng tại thôn Bình Vàng, thị trấn Vị Xuyên là đơn vị đã mua lại nhà máy gạch Tuynen của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia từ tháng 7 năm 2010. Sau khi tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất và để hoạt động hiệu quả, công ty cần vốn để nâng cấp dây chuyền sản xuất gạch và đầu tư thêm dây chuyền để sản xuất ngói. Nhu cầu vốn để phát triển sản xuất của công ty đã được chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thẩm định cho vay trên 7 tỷ đồng. Số vốn này, công ty đã đầu tư trang thiết bị nâng cấp dây chuyền sản xuất gạch đảm bảo chất lượng. Nhờ được vay vốn kịp thời nên chỉ sau 2 tháng nhà máy gạch đã trở lại hoạt động bình thường, từ đó đến nay đã tạo việc làm ổn định cho 30 người. Thu nhập bình quân của người lao động phổ thông của công ty là 4 triệu đồng một người một tháng. Mỗi năm công ty nộp ngân sách khoảng 200 triệu đồng. Năm 2013 này thì Ngân hàng Đầu tư cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp được vay vốn dễ dàng, vay cái vốn ngắn hạn.
để cho tiếp tục để cho nhà máy được hoạt động, công nhân có việc làm. Nói chung là mọi thủ tục làm việc với ngân hàng đầu tư thì người ta cũng tạo điều kiện dễ dàng thôi, không có gì khó khăn cả. Cửa hàng Mạnh Cường ở thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức là một khách hàng truyền thống của chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang. Cửa hàng đã vay đến nay với số vốn khoảng 8 tỷ đồng, kinh doanh dịch vụ buôn bán dầu nhớt Castrol, ắc quy xe ô tô, xe máy. Từ những đồng vốn của ngân hàng, sau nhiều năm kinh doanh từ một cửa hàng khiêm tốn ban đầu, đến nay cửa hàng đã được mở rộng phát triển cung cấp phụ tùng, xe máy, dầu nhớt cho nhiều đại lý trên địa bàn toàn tỉnh và giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động địa phương. Một hộ kinh doanh ở nằm ở cái địa bàn xã Đạo Đức này, nên là nó điều kiện rất là khó khăn về mọi lĩnh vực, về vốn liếng, về mọi thứ, thì cố gắng làm thế nào để sử dụng nguồn vốn vay nó tốt thì mình cũng quay vòng cái đồng vốn kịp thời và hiệu quả, không bao giờ để phải chậm những cái thời gian giả lãi rồi là đáo hạn vay của ngân hàng rất là đúng hạn. Và thông qua đó thì không biết nói gì, cũng rất là cảm ơn ngân hàng đã tạo điều kiện hết mức cho những cái hộ kinh doanh ở dưới địa phương như mình đây. Cũng như nhiều khách hàng lâu năm khác, khách sạn và siêu thị Việt Trung hiện đang có dư nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Giang khoảng 8 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã được Việt Trung dành 2 tỷ nâng cấp trang thiết bị phòng nghỉ của khách sạn và 6 tỷ đầu tư mở rộng siêu thị kinh doanh thương mại tổng hợp, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hiện nay, khách sạn và siêu thị Việt Trung đang tạo việc làm cho 25 lao động. Với khách hàng, chi nhánh luôn đảm bảo uy tín về công tác phục vụ, nên các khách hàng luôn tin tưởng và hài lòng. Quy mô kinh doanh là nhỏ, ít mặt hàng. Thì từ khi vay được vốn của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Giang, thì quy mô của siêu thị Việt Trung thì mở rộng với các loại mặt hàng phong phú, đa dạng. Khách sạn thì cũng mở rộng, nâng cấp, ngày càng đông khách hơn. Siêu thị thì hoạt động ngày càng hiệu quả. Đáp ứng nguồn vốn cho khách hàng vay kịp thời để phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả của ngân hàng, được ví như ngành ngân hàng là bà đỡ cho các thành phần kinh tế cần vốn để sản xuất kinh doanh. Việc chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả chương trình cho vay của mọi thành phần kinh tế đã giúp khách hàng ổn định sản xuất kinh doanh và vượt qua khó khăn, tạo quan việc làm cho người lao động, qua đó đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Có thể nói năm 2013 mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Giang vẫn giữ được nhịp độ phát triển. Thành quả này chính là chi nhánh đã có các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ thiết thực và hiệu quả. Cái thứ nhất ấy, là bám sát cái mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội và cái điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương để gắn với cái việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cũng như là triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tuân thủ nghiêm túc cái chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước, của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam và điều hành cái chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là góp phần thực hiện cái chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cái thứ ba nữa là về phía chi nhánh chúng tôi tiếp tục rà soát, đánh giá, phân tích lại nền khách hàng và lựa chọn những cái biện pháp giải pháp để mà cơ cấu lại nền khách hàng, cơ cấu lại khoản vay dự án, như là cái việc cho vay mới, cho vay bổ sung, rồi điều chỉnh cái hạn trả nợ, gia hạn nợ cho khách hàng và từng bước điều chỉnh cái cơ cấu tín dụng hợp lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong cái hoạt động tín dụng. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi triển khai tốt công tác marketing, tuyên truyền, quảng bá, rồi tiếp thị các sản phẩm dịch vụ, thực hiện tốt cái chính sách khách hàng và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng phục vụ đối với khách hàng để thu hút cái khách hàng mới, khách hàng tiềm năng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Phát huy những thành quả đã đạt được của nhiều năm qua, tập thể cán bộ viên chức toàn chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 với các mục tiêu đã được lãnh đạo chi nhánh đề ra. Cái thứ nhất là đối với huy động vốn thì tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn để chủ động về cái vốn để cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa phương. Và cái mục tiêu dự kiến là chúng tôi cái tăng trưởng huy động vốn vào khoảng từ 12 đến 15% trong năm 2014. Cái thứ hai nữa là về hoạt động tín dụng thì vừa
tăng trưởng nhưng phải gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng. Và cái chỉ tiêu này cũng được dự kiến tăng trưởng khoảng từ 10 đến 12% trong năm 2014. Còn đối với các sản phẩm dịch vụ khác ấy, thì trên cơ sở là hai cái sản phẩm dịch vụ chính là tín dụng và nguồn vốn, thì chúng tôi sẽ là nền tảng để mà chi nhánh tiếp tục triển khai các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là chú trọng đến các cái sản phẩm dịch vụ của ngân hàng hiện đại để gia tăng cái tiện ích lợi ích phục vụ cho khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Với những kết quả đạt được của năm 2013 và phương hướng hoạt động trong năm 2014, chúng ta tin rằng chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy của khách hàng khi cần vốn để phát triển kinh tế và xây dựng các công trình trên địa bàn, qua đó góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.